Cô xin chào tất cả các con, rất vui được gặp các con trong tiết học hôm nay. Cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau đi học tập đọc bài ôn tập tiết 3, 4, sách giáo khoa trang 96, 97. Ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đạt được mục tiêu như sau. Thứ nhất, đó là đọc lưu loát các bài tập đọc đã học, biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc, hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. Thứ hai, nắm được một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học, biết lựa chọn từ tích hợp theo chủ điểm đã học để tạo các cụm từ rõ ý. Bài tập 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua các nội dung chính của bài học. Thứ nhất, ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Thứ hai là chúng ta sẽ hệ thống nội dung các bài tập đọc trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Và thứ ba là ôn lại các từ ngữ, thành ngữ hoặc tục ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ nhất, đó là ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ở phần ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng, cô sẽ tổ chức cho các con một trò chơi như sau. Trò chơi mảnh ghép thần kỳ của cô có 6 mảnh ghép. Tương ứng với 6 mảnh ghép sẽ là 6 yêu cầu cô đưa ra. Trong thời gian nhất định, các con thực hiện đúng các yêu cầu, các con sẽ lật từng mảnh ghép. Và chúng ta sẽ xem bí ẩn phía sau các mảnh ghép này là gì nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn mảnh ghép đầu tiên, mảnh ghép số 1. Hình minh họa trơn nhắc cho các con nhớ đến bài tập đọc nào mà các con đã được học. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Các con đã có câu trả lời chưa nào? Đấy chính là bài sầu riêng. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại để lập mảnh ghép đầu tiên nhé. À, một phần của mảnh ghép đầu tiên chúng đã được chúng ta nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua lập mảnh ghép thứ 6. Hai hình minh họa trên nhắc các con nhớ đến bài tập đọc nào mà các con đã được học. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Giờ rồi. Các con đã có câu trả lời chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé. Đó là bài Đoàn thuyền đánh cá. Như vậy mảnh ghép thứ 6 đã được chúng ta lật mở. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lật mảnh ghép số 3. Hình ảnh minh họa trên nhắc các con nhớ đến bài tập đọc nào đã học. Cô tin chắc rằng đây là một câu hỏi khá là dễ đúng không nào? Các con đều đã có câu trả lời rồi. Đây là bài Hoa học trò, hoa phượng đấy các con. Chúng ta sẽ cùng mở mảnh ghép số 3. À, như vậy chúng ta thấy được 1/3 của cái tranh minh họa phía sau rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lập mảnh ghép thứ 4. Hình ảnh minh họa trên nhắc các con nhớ đến bài tập đọc nào mà các con đã được học. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Bài tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại để lập mảnh ghép thứ 4. À, chúng ta thấy được hơn một nửa của tranh minh họa phía sau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập mảnh ghép thứ 5 nha. Hai hình minh họa trên nhắc cho các con nhớ đến bài tập đọc nào mà các con đã được học. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Cô tin chắc rằng tất cả các con đều có câu trả lời rồi đúng không nào? Đó là bài Vẽ về cuộc sống an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ lập luôn mảnh ghép cuối cùng nha các con. Mảnh ghép số 2.
Hai hình ảnh trên nhắc các con nhớ đến bài tập đọc nào mà các con đã được học? 5 giây cho các con suy nghĩ bắt đầu. Đó là bài chợ Tết cho các con ạ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại để lập mảnh ghép cuối cùng nhé. Như vậy sau khi 6 mảnh ghép được mở, các con có thể đoán được đây là bức tranh minh họa cho chủ điểm nào đã học hay không? Cô nghĩ rằng tất cả các con đều đã đoán được rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé. Đây là tranh minh họa cho chủ điểm vẽ đẹp muôn màu. Nhìn vào tranh minh họa, chúng ta có thể thấy được cảnh núi non, cảnh sông nước, cảnh chùa chiền, nhà ở và đặc biệt là hình ảnh cây đa, giếng nước, mái đình và những con đò rất là đỗi quen thuộc đối với mọi người dân Việt Nam chúng ta đúng không nào? Và những hình ảnh ấy được khắc họa rất là chi tiết trong các bài tập đọc mà chúng ta vừa nhắc tới. Các con hãy đọc lại các bài tập đọc này và trả lời các câu hỏi ở sau mỗi bài đọc nhé các con. Bây giờ để giúp cho con nắm vững hơn về nội dung các bài tập đọc thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phần thứ hai. Đó là hệ thống nội dung các bài tập đọc trong chủ điểm vẽ đẹp muôn màu. Trong chủ điểm vẽ đẹp muôn màu chúng ta có 6 bài tập đọc. Bài đầu tiên là bài sầu riêng. Như vậy, bài sầu riêng với nội dung là gì nào? Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây. Bài tập thứ hai là bài gì các con? Đó là bài chợ Tết. Nó khắc họa cảnh chợ Tết miền Trung du có nhiều nét đẹp về thiên nhiên và nó gợi tả cuộc sống êm đềm của người dân quê. Bài tiếp theo là bài hoa học trò. Bài hoa học trò có nội dung là tả vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng, một loài hoa gắn với những kỷ niệm và niềm vui của tuổi học trò. Bài tiếp theo là bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, có nội dung như sau: ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà Ôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài kế tiếp là bài vẽ về cuộc sống an toàn. Bài đọc có nội dung như sau: cuộc thi vẽ em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. Và bài cuối cùng là bài đoàn thuyền đánh cá. Qua bài đoàn thuyền đánh cá thì nội dung của bài này đó chính là ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động. Các con ghi nhớ lại nội dung của các bài tập đọc này để chúng ta nắm vững các kiến thức đã học nhé các con. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ ba, đó là ôn lại các từ ngữ, thành ngữ hoặc thuật ngữ đã học. Bài 1 trang 97 ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo 3 chủ điểm. Bài 2 trang 97 ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong hai chủ điểm: người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu. Cô có bài tập mẫu như sau. Ở chủ điểm người ta là hoa đất, các con sẽ ghi lại các từ ngữ mẫu, tài giỏi, thành ngữ khỏe như voi. Ở chủ điểm thứ hai vẻ đẹp muôn màu, các con sẽ ghi lại các từ ngữ đã học, ví dụ tươi đẹp, cái nết đánh chết cái đẹp. Thứ ba đó là chủ điểm những người quả cảm, chúng ta sẽ ghi lại các từ ngữ đã học trong các tiết mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm những người quả cảm thôi nhé các con. Còn thành ngữ và tục ngữ ở cái chủ điểm những người quả cảm chúng ta không ghi. Cô sẽ cho các con thời gian để thực hiện yêu cầu này là 2 phút, 2 phút bắt đầu.
Còn 1 phút nữa các con. Test rồi, để kiểm tra xem các con có làm đúng yêu cầu bài tập cô đưa ra hay không thì cô sẽ cho các con chơi một trò chơi. Chúng ta có ba con bướm rất là xinh. Với ba yêu cầu, nếu chúng ta thực hiện được các yêu cầu, chúng ta sẽ bắt lần lượt từng con bướm này nha. Con bướm đầu tiên, con bướm số 1. Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ và một thành ngữ tục ngữ trong chủ điểm người ta là hoa đất. Như vậy, các từ ngữ đó là ví dụ như tài đức, tài hoa, vạm vỡ, lực lưỡng. Còn tục ngữ, ví dụ nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Ngoài ra chúng ta còn có các tục ngữ như là người ta là hoa đất. Chúng ta cùng kiểm tra xem. Chúng ta đã bắt được một chú bướm rồi đấy. Chúng ta sẽ qua chú bướm thứ hai. Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ và một thành ngữ hoặc tục ngữ trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Cô tin chắc rằng tất cả các con đều đã có câu trả lời rồi đúng không? Ví dụ như là hiền lành, tươi tắn, lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ, xinh xắn, xinh tươi, vân vân. Và câu tục ngữ chúng ta đã học trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, ví dụ như tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Lúc nãy cô có câu tục ngữ mẫu như là cái nét đánh chết cái đẹp, trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Chúng ta cùng kiểm tra nào. Chính xác, chúng ta bắt được chú bướm thứ hai. Con bướm thứ ba. Các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm những người quả cảm. Chúng ta có các từ ngữ như sau, ví dụ như là gan dạ, gan góc, can đảm, nhát gan. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Chúng ta đã bắt được chú bướm thứ ba. Trò chơi bắt bướm của cô đến đây là kết thúc rồi đó các con. Cảm ơn các con đã tham gia trò chơi rất là nhiệt tình và hoàn thành tốt các yêu cầu cô đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một bài tập tiếp theo, bài 3 trang 97, chọn từ tích hợp trong hoặc đơn để điền vào chỗ trống. Một người ba chấm vẹn toàn, nét chạm trổ ba chấm, phát hiện và bồi dưỡng những ba chấm trẻ. Chúng ta có ba từ để điền: tài năng, tài đức, tài hoa. Câu B, ghi nhiều bàn thắng ba chấm, một ngày ba chấm, những kỷ niệm ba chấm. Chúng ta có ba từ để điền vào: đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt. C, một ba chấm diệt xe tăng, có ba chấm đấu tranh, ba chấm nhận khuyết điểm. Chúng ta có ba từ để điền vào: dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm. Cô sẽ cho các con làm bài 3 trang 97 trong phiếu bài tập trong thời gian là 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây bắt đầu.
Sắp hết giờ rồi đấy các con. Sau khi hoàn thành xong phía bài tập, các con hãy gửi lại cho cô giáo của mình nhé. Như vậy, qua bài học hôm nay, cô mong rằng tất cả các con hãy ôn lại nội dung của các bài tập đọc mà các con đã học, cùng với đó là các từ ngữ, các thành ngữ, các tục ngữ. Và các con ơi, cũng đừng quên chuẩn bị cho bài hôm sau nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã theo dõi. Chúc các con thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Chào tạm biệt các con.